Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, giải 7, các vé tận cùng mang số 0, 7, 3, 5, 8, 1, 2, 2. Giải 6, các vé tận cùng mang số 8, 0, 6, 0, 6, 0, 5, 9, 0. Giải 5, các vé tận cùng mang số 2, 1, 4, 0, 4, 9, 0, 7, 6, 7, 8, 0, 8, 3, 7, 5, 6, 1, 0, 2, 2, 3, 4, 9. Giải 4, các vé tận cùng mang số 1, 9, 3, 2, 1, 0, 7, 1, 3, 5, 5, 9, 6, 3, 3, 2. Giải 3, các vé tận cùng mang số 5, 4, 0, 3, 5, 4, 0, 5, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 3, 0, 4, 0, 1, 6, 9, 2, 5, 4, 2, 3, 0, 8, 5, 1. Giải 2, các vé tận cùng mang số 5, 4, 7, 7, 9, 8, 3, 0, 3, 8. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 4, 7, 1, 6, 1. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 6, 9, 8, 7, 6. Sổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại website sổ số.mobi. Chúc các bạn may mắn, yêu các bạn.